Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika hôm nay chia sẻ đến các bác ở miền Tổ quốc một cái dòng súp Martin 330 mà đã làm mưa làm gió trên thị trường. Vâng, suốt thời gian khá là dài, vâng, súp Martin đã làm hài lòng rất là nhiều đôi tai khó tính. Vâng, thì về cơ bản cái ban đầu súp Martin 330, đây là dòng 330, đặc trưng của súp Martin đó là dòng súp hầm để cho chất âm uy lực và mạnh mẽ. Và điều đặc biệt đây là cái bản được cải tiến cũng khá là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm trước. Chất gỗ được làm cao cấp hơn rất nhiều, đặc biệt là cái chất gỗ nó được là làm bằng chất liệu gỗ cao cấp hiện nay, và đặc biệt chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Kể cả những cái đôi tai khó tính nhất mà bên em bán rất là nhiều, các bác rất hài lòng về cái sản phẩm súp Martin 330 cho không gian khoảng 30m2 hoặc là hơn một tí, thì cái súp Martin này đáp ứng mọi yêu cầu, đáp ứng mọi cái chất âm mà một người khó tính nhất cũng phải cảm nhận được, đó là một cái súp Martin đạt chuẩn, đạt yêu cầu. Vâng, thì phía trong đây là một cái bát 30, còn rất là uy lực phía đằng trong đấy ạ. Vâng, đang đánh đấy các bác nhé. Và phía trước có bên căng sắt, bên căng bằng thép rất là chắc chắn, là logo phía dưới ở làm ở giữa đấy ạ, logo Martin. Và logo hơi phía dưới đây ạ, còn các đường nét rất là đẹp, còn nói chung là hoàn hảo, làm hài lòng tất cả mọi người khi mà đã sở hữu một cái súp Martin 330. Vâng, bên em bán ra rất là nhiều mà không bác nào chê trách nhất về cái hình dáng khá là đẹp, nhìn nó màu đen sần rất là lịch lãm. Thứ hai, chất lượng thì cực kỳ là tuyệt vời. Còn thứ ba, nhìn rất là cứng cáp. Và đây là dòng súp Martin Bass 30. Còn về hình thức kết nối thì bên em cũng kết nối bằng GAV. Nói chung thì số điện thì rất nhiều hình thức kết nối nha các bác nhé. Các bác có thể kết nối bằng cầu đỏ đen này cũng được, và kết nối bằng GAV cũng được ạ. Vâng, thì bên em đang kết nối bằng GAV để đưa ra cho chất trầm rất là tuyệt vời. Và nhạc này nhạc đang có trầm các bác nhé, nhạc đang có trầm. Đây ạ, thương hiệu Martin. Vâng, và bên em đang kết nối với lại cái máy lưng tiếng Tele Acoustic. Vâng, mã là CB600 ạ. Vâng, cái dòng này có tích hợp đường súp ra điện riêng, chúng ta có thể căn chỉnh ở phía trên cái máy lưng tiếng này cũng được ạ. Vâng, thì đây là tiếng súp được hỗ trợ cho một bản nhạc. Vâng, bây giờ em thử tắt súp đi. Để em tắt đi ạ. Vâng, các bác cảm thấy nó rất là thiếu các bác nhé, rất là thiếu. Vâng, bây giờ em sẽ cho cái súp Martin được hoạt động và nó sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác rất là hay, mượt mà, và cảm giác du ta chúng ta. Vâng đấy ạ. Vâng. Và các bác cảm nhận nhé, dù là các bác khó tính nhất cũng phải hài lòng với súp Martin đem lại cho chúng ta cái hiệu quả rất cao để hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì cái súp Martin này đáp ứng đủ mọi yêu cầu. Vâng, rất hay. Đây, sơn sần rất là lì, sờ rất là êm tay và chống xước rất tốt. Để nói cái tầm. Vâng, đó là sự nổi trội nữa để chúng ta phân biệt cái súp Martin 330 của Trung Quốc và của Việt Nam. Rồi thì em cũng ngửa lên để cho các bác dễ quan sát.
Còn hiện nay trên thị trường có hai dòng súp Martin, dòng súp Martin được dựng tại Việt Nam và một dòng súp Martin hiện tại đang được sản xuất tại Trung Quốc. Còn về cách dễ nhận biết nhất thì em sẽ hướng dẫn các bác, đó là các bác nhìn vào các cái phần cạnh của cái tấm mai căng phía đằng trước của súp. Thì thường thường hàng nhà máy nó sẽ được bao viền tròn rất là đẹp. Đây là cách nhận biết dễ nhất. Hàng dựng tại Việt Nam thì nó sẽ được quét một đường khuyết thẳng luôn ạ, sẽ không có đủ thiết bị để làm hình bo viền như hàng của nhà máy. Thì đây các bác rất dễ nhận biết, nó sẽ bo một vát một cạnh từ đây, một cạnh từ đây luôn ạ, cạnh từ đây thẳng xuống nó sẽ có một hình tam giác vát và các bác rất dễ nhận biết. Vâng, đấy là cái mà bên em muốn hướng các bác đến cách nhận biết là hàng Việt Nam và hàng của Trung Quốc. Cho nhà nhỏ nhạc tí. Rồi các bác để ý cho em nhé, em nhắc lại cái đường bo viền đây này, ở cái lỗ thông hơi ở phía dưới e căng của Smart Team 330 nó sẽ được làm bo tròn và hàng dựng tại Việt Nam nó sẽ là có đường vát rất là lộ và thô. Đấy là cái nhận biết. Và các bác nhìn các cái đường sắc cạnh của nhà máy nó sẽ khác hoàn toàn của hàng dựng tại Việt Nam, rất là sắc nét, nó không bị lầm trầm như hàng Việt Nam nó làm thủ công. Đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Kể cả các cạnh đấy ạ, các cạnh tiếp giáp của hai cái mặt hàng nhà máy làm rất là khít, không như cái hàng Việt Nam dựng tại Việt Nam rất là hở rất là rộng. Đây là cái bản mà sản xuất tại nhà máy phía Trung Quốc, nó sẽ có những cái mà rất là khác biệt mà các bác rất dễ nhận ra, mà Zikao Audio hướng dẫn cho các bác. Đây là cái mà chúng ta cần lưu tâm. Vâng, và các cái đường bo viền này các bác để ý cũng sẽ không có đâu ạ. Vâng, hàng nhà máy mới làm được. Là cái sự nổi trội để mà phân biệt được hàng của nhà máy và hàng dựng tại Việt Nam. Còn kể cả những cái đường cơ khí đấy ạ. Đó, đường cơ khí, hàng dựng tại Việt Nam nó hở rất là rộng vì nó không đủ thiết bị để nó khuyết làm sao cho nó khớp. Đấy là hàng làm bằng tay, nói chung là làm thủ công. Và hàng nhà máy thì nó rất là khít ạ. Đây là cái sự nổi trội của cái dòng súp của nhà máy tại Trung Quốc. Và những cái đấy các bác rất dễ quan sát, rất dễ nhìn. Đó là cách nhận biết thì em hướng dẫn các bác nhé. Và bên em đảm bảo với các bác là hàng bên em nhập nhà máy Trung Quốc chuẩn luôn ạ. Tiền như cái Smart Team 330 này thì không có đối thủ luôn ạ. Có thể khẳng định mình trên thương trường. Rồi hàng này hàng đập hộp các bác nhé, hàng đập hộp bảo hành 1 năm, lớp 1 đời 1 trong tháng đầu. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, cái giải âm rất là sâu, rất là quyến rũ đôi tai của chúng ta. Một bản nhạc tự khắc hay hơn rất là nhiều khi được hỗ trợ cho giải siêu trầm. Mà những đôi loa, bản thân đôi loa 330 full đây cũng không có giải siêu trầm, thì chúng ta phải hỗ trợ vào để cho cái hiệu quả của bộ dàn karaoke chúng ta được cao nhất, hay nhất và tuyệt vời nhất. Rồi một giờ em lại tắt cái súp đi ạ. Đây nhạc không có súp các bác nhé, để chúng ta lại trải nghiệm một lần nữa. Vâng, các bác thấy không, nó thiếu giải. Rồi đây lại hỗ trợ thêm đi ạ. Đấy các bác thấy không ạ, rất lực. Nhắc lại nhé, còn rất phù hợp để nghe nhạc và hát karaoke, mà giá thì cực kỳ là hợp lý. Vâng, hôm nay bên em cũng giới thiệu chi tiết về cái súp Martin 330. Còn bác nào muốn sở hữu, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, bên em cũng một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng Zika Audio suốt thời gian qua. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ.